chấn động, giới tử vi bất ngờ tiết lộ sự thật cực chuẩn về vận trình cuộc đời của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Biết trước được bí mật này, may mắn hốt chọn lộc trời, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về chật két, đổi đời giàu khét tiếng trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Hoan hỉ chào mừng quý khán giả đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng, dành riêng cho bất cứ một số phận nào trên bước đường đời, chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách, khó khăn để trưởng thành và khôn lớn. Có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi cho mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người. Nhiều lúc thân nhau chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế, khi đứng trước khó khăn ta đừng nản chí, nản lòng. Thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công, bước qua gian khổ, hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn. Bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó. Dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi, xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy? Chính vì vậy ngày nay, người ta thường tìm đến tử vi để phân định trước tương lai, cũng như đón lành, tránh dữ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, tử vi học cũng nói rằng trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Khi đã bước sang tuổi 50, tuổi Ất Mão cần hiểu, cuộc sống của các bạn chắc chắn sẽ có thành tựu, đạt được thành công, nhưng thành tựu này, thành công đó không dễ dàng và thuận lợi mọi bề. Thực tế trước 2023, sự khó khăn của Ất Mão đã lên đến đỉnh, đã chạm nóc, vậy nên cái mừng là hiện thời 2024 và tháng 3, tháng 4 âm lịch Giáp Thìn này là vận khó sẽ suy giảm, trở ngại sẽ hạn chế cho toàn bộ Ất Mão nghị lực, cam trường, có lúc chán nản, rồi lại hăm hở, xông xáo chiến đấu. Bởi vậy, tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 này chính là câu trả lời cho tất cả tiền tài, danh vọng, vinh hoa, phú quý cũng từ đây mà ra. Muốn biết cụ thể thế nào, hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe lý giải chi tiết từ các cao nhân ngay dưới video sau. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão là con mèo, con giáp đứng thứ tư trong tất cả 12 con giáp. Tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế, biết nhìn xa, trông rộng. Tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người, tinh nhanh, thông minh và giàu trí tưởng tượng. Người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt, luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính với nhiều nét nổi bật như sống tự do, tự tại, sống lạc quan, yêu đời, lương thiện và bao dung. Tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, sống thân tình và chan hòa với tất cả mọi người. Tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng không bảo thủ. Ngược lại, còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt, tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh để đi tới thành công. Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ, trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét,
cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện, dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của Ất Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng, hiếm khi người tuổi này quyết định, hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn. Tuổi Ất Mão với bề ngoài mềm mại và nhạy cảm, họ có đời sống nội tâm rất phong phú. Cảm xúc của họ có thể thay đổi nhanh như thời tiết, họ vừa vui đó, lại có thể buồn ngay, luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Ất Mão hiếm khi cao giọng hoặc tỏ vẻ khó chịu quá mức, đôi khi nếu cơn giận lên đến tột đỉnh, họ cũng có vẻ khó kiềm chế mình. Nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh như cơn giông ngày hè, tốc độ thay đổi cảm xúc cũng như dòng chảy của suy nghĩ thường khiến họ cảm thấy nôn nóng. Ất Mão không thích lãng phí thời gian và khó lòng hiểu nổi vì sao những người khác không nhanh nhẹn như mình. Điều này có thể khiến những người xung quanh khó chịu, nhất là nếu họ coi sự thiếu kiên nhẫn của Ất Mão là biểu hiện của thói khinh bỉ, ngạo mạn, rất thích được yên ổn. Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột, họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người, và vì vậy, họ thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu, họ thích làm thành viên của nhóm, chứ không làm người lãnh đạo. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc, họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội, khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào, vì vậy họ được coi là người bạn đáng tin cậy, với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh. Họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất trở thành chuyện giữa những người bạn trong công việc. Tuổi Ất Mão thường lặng lẽ nhưng làm việc rất hiệu quả, trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Nam mệnh tuổi Ất Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ khi hò hẹn. Họ khiến chị em ngất ngây bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây chói, thì nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác, ngay cả khi đã gắn bó với một người. Khi đùa giỡn với người thứ ba, họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ, thì cuối cùng họ cũng vẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Ất Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Nữ mệnh tuổi Ất Mão thường dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai, thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Sẽ chỉ là uổng công nếu các chàng trai ngưỡng mộ, họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn, nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dồn toàn bộ sức và thời gian, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc, bản chất hào phóng và hòa đồng, giúp họ dễ dàng có được của cải. Tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều, tuy có thể kiếm được nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, cụ thể như sau. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp, vận trình tháng 3 và tháng 4 âm lịch sẽ mang đến một loạt thách thức và cơ hội hấp dẫn cho tuổi Ất Mão, dù gặp phải cục diện hại thái tuế, nhưng được quý nhân tương trợ, lại có thiên can Ất gặp giáp, bình hòa về cục diện, báo hiệu công việc làm ăn không có sự thay đổi nhiều. Người làm công ăn lương công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch này.
Do được thiên quang nâng đỡ, bạn nên tận dụng tháng 3 và tháng 4 âm lịch phấn đấu không ngừng, ắt có ngày gặt hái quả ngọt. Kinh doanh buôn bán trong thời gian đầu năm tuy chưa có khởi sắc mạnh, nhưng vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, sức cạnh tranh lớn khiến bạn phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn, mất ngủ, cơ thể hao nhược. Hợp tác làm ăn có điểm phá hoại do tác động của cục diện hại thái tuế và thiên cầu hung tinh. Nếu bạn chủ quan khinh suất là thất bại tức thì, thời điểm này bạn nên cẩn thận trong làm ăn. Nên tiến hành từng bước, vừa để thăm dò thị trường, vừa để chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực ứng phó khó khăn, cũng như đón nhận cơ hội mới, làm gì cũng cần ghi nhớ điều này Ất Mão nhé. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Tài chính của tuổi Ất Mão nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch này không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cát khí của thiên tài, thứ tài. Trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 âm lịch sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này. Nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về, bạn càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm đấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra. Thậm chí, dù có lợi thế, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy, nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thái tuế kết hợp với thiên cầu, cảnh báo các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bạn cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được khuyên làm ăn. Buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản, cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Xem tử vi tuổi Ất Mão trong 2 tháng âm lịch này, nhận định về mặt sức khỏe, bản mệnh được nhắc nhở nên cẩn thận trước những mối nguy hại do hung tinh tác động. Dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều có thể xảy đến với bạn trong cuộc sống thường ngày, bạn nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh, khoa học để có sức đề kháng và khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn, đó là bí quyết để đẩy lùi mọi bệnh tật. Đặc biệt, sức khỏe tinh thần nên được chú ý chăm sóc trong năm nay, áp lực từ công việc, tiền bạc hay những muộn phiền về tình cảm có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều, mất ăn, mất ngủ, rất dễ rơi vào tình trạng lao lực, nên suy nghĩ thoáng hơn để cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Một số tuổi Ất Mão khi làm việc ngoài trời phải nâng cao nhận thức về an toàn, cẩn thận bị ngã, chảy máu khi làm việc hoặc bị thương khi sử dụng các vật sắc nhọn, nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là những ai làm nghề lái xe nên chú ý lái xe an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông nhé. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Xem tử vi 2024 dự báo, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cục diện hại thái tuế. Các mối quan hệ xấu đi, tình yêu lung lay, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, đòi hỏi bạn phải có nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn. Hung tinh trực phủ cũng khiến tâm tình của bạn dễ trở nên cáu kỉnh, đa nghi, đó là lý do niềm tin trong mối quan hệ của các cặp đôi sẽ được thử thách trong năm Giáp Thìn này. Khi có vấn đề nảy sinh, bạn không sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ với đối phương để cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Thay vào đó, bạn thường áp đặt, buộc tội và phán xét chính người mình yêu. Cách hành xử vô lý như vậy sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm giữa hai bạn. Cuối cùng, chắc chắn sẽ xảy ra rạn nứt tình cảm. Những người đã kết hôn lâu cũng sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực, có thể trong tiềm thức. Bạn luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình, không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, thậm chí đụng tay, đụng chân trước mặt con cái. Những sự việc như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hòa khí trong gia đình. Đồng thời, có thể gây ra các vấn đề về tâm lý ở trẻ em, đối mặt với những vấn đề tình cảm. Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch này, tuổi Ất Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh, gặp vấn đề thì nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, chớ nên ôm trong lòng một mình và suy diễn linh tinh, nếu không, sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.
Với người độc thân, dù vận khí đầu năm không mấy sáng sủa, nhưng bạn vẫn có thể mong đợi vào những cơ hội bất ngờ. Có thể tổn thương trong quá khứ vẫn khiến bạn có phần e dè khi định bước vào một mối quan hệ mới. Song năm nay, nhờ có sự thuyết phục của một ai đó, bạn có thể quyết định từ bỏ quá khứ, tự tin hơn vào bản thân và bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu. Với sự thay đổi tích cực này trong tương lai gần, bạn nhất định sẽ có được tình yêu và hạnh phúc như mong muốn. Tiếp sau đây sẽ là phần luận giải hung cát từng tháng âm lịch trong tháng 3, 4 năm 2024 cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975, cụ thể như sau. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi tuổi Ất Mão trong tháng 3 âm lịch, bản mệnh lâm tượng tương hại, báo hiệu vận trình không mấy bình yên, tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, dễ bị lừa gạt về chuyện tiền bạc, tranh công đoạt vị, mưu sự khó khăn hơn trước, cần hết sức thận trọng. Áp lực việc lớn, các mối quan hệ xã giao ngày càng rối ren, đồng nghiệp quay sang bất mãn, cấp trên thiếu sự tin tưởng, khiến bạn gặp áp lực liên tiếp, rất cần đi đâu đó để giải tỏa, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tình hình tài chính kém sắc, chính tài tạm ổn, thứ tài hầu như không có, trong tháng còn có dấu hiệu phá tài, lừa gạt tiền bạc, cẩn thận khi cho người khác vay số tiền lớn, kẻo tiền một đi không trở lại, kể cả anh em họ hàng, đừng cả nể mà thế chấp đất đai, sổ đỏ để cho vay, chưa biết chừng bạn sẽ phải hoàn trả số nợ đó thay họ. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Bước sang tháng này vận trình tài lộc khởi sắc, kinh doanh buôn bán cũng dễ dàng hơn, người làm chủ doanh nghiệp, kinh doanh tự do có một tháng vất vả tất bật, nhưng thu về lợi nhuận khả quan, cơ hội đầu tư đến, nếu có thể, hãy mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Có điều, thứ tài không quá vượng, đừng thử may rủi vào các trò cờ bạc, đỏ đen kẻo trắng tay, đời sống tình cảm hài hòa. Vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái, người độc thân vượng đào hoa, đi xa có thể gặp được đối tượng ưng ý. Sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Bình giải sao hạn cho nam mệnh, tuổi Ất Mão năm 2024 âm lịch. Năm có sao tốt chiếu nên vận xấu được chiết giảm phần nào, công việc làm ăn tuy gặp khó khăn nhưng nếu nỗ lực vẫn có thể gặt hái thành quả tốt. Kinh doanh, buôn bán cũng có thời điểm vào cầu nên chủ động nắm bắt, có điều, sức khỏe nam mệnh Ất Mão giảm mạnh, đề phòng mắc bệnh nặng, phải hao tốn nhiều tiền của chữa trị. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024 âm lịch. Đeo đồ phong thủy, nữ mệnh tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Đặc biệt, tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may, cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bạn cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn, đặc biệt, cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không, dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chấp mất thời cơ. Cách giải hạn toán tận năm 2024 âm lịch. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được, để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, bản mệnh cần thực hiện những việc sau đây. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh những tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Ất Mão năm 2024 âm lịch. Năm có sao xấu chiếu, công việc làm ăn nhiều trục trặc, chăn nuôi hay trồng trọt dễ bị mất mùa, dẫn tới thua lỗ, tài lộc kém sắc, kiếm tiền đã khó lại dễ bị tiêu tán, có họa thị phi, tranh chấp, sức khỏe không tốt, dễ mắc bệnh nặng, tốn kém tiền của chữa trị. Trong năm, bất lợi khi xuất hành xa, hạn chế đi đường sông nước để tránh tai ương bất ngờ. Cách hóa giải sao thủ tú bằng phong thủy năm 2024 âm lịch. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, bản mệnh nên treo nhiều đồ vật cát tường cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh tâm lý.
Việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024 âm lịch, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp tuổi Ất Mão gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu xanh lam vượng sự nghiệp. Màu sắc này giúp bạn cải thiện mặt tính cách bốc đồng, nóng vội của mình, dù có gặp rắc rối, cũng có thể bình tĩnh, tìm cách suy xét và giải quyết vấn đề. Nó còn có tác dụng vượng nhân duyên, giúp bạn dễ gặp quý nhân. Màu hồng vượng tình duyên. Màu này giúp bạn thể hiện được mặt tính cách chu đáo, hiền hòa vốn có, khiến các đối tượng khác giới dễ bị hấp dẫn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bạn cũng sẽ tự tin hơn trong việc giao tiếp với mọi người. Màu trắng có lợi cho sức khỏe. Tuổi Ất Mão sử dụng nhiều đồ dùng có màu trắng, sẽ giúp tinh thần luôn thoải mái, lạc quan, không ngại đối đầu với khó khăn, thử thách, chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Màu kỵ năm 2024 âm lịch của tuổi Ất Mão là màu vàng, nâu đất. Tuổi Ất Mão có thể sẽ trở nên nóng nảy, bốc đồng nếu thường xuyên sử dụng hai màu này, từ đó bạn nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp hoàn cảnh để kiếm lợi về cho bản thân, dù trước mắt bạn đạt được mục đích, nhưng về lâu dài thì có thể sẽ phải trả giá. Ngoài ra, bạn sẽ còn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung, dễ mắc sai sót, đặc biệt là trong các việc liên quan đến số liệu hợp đồng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ở tuổi 50. Đừng ép buộc điều gì, vận may sẽ tự nhiên đến, ai không muốn phú quý vinh hoa, ai mà không muốn may mắn đến với cuộc sống của mình, ai mà không muốn người khác thuận theo ý mình cơ chứ. Hầu hết mọi người trên thế giới không theo đuổi gì ngoài danh tiếng và tiền tài trong cuộc sống của họ, đa phần chúng ta đều rất coi trọng đồng tiền. Để đạt được danh vọng và tiền tài, nhiều người còn liều lĩnh sử dụng tất cả các phương pháp không chính đáng, trái pháp luật để đạt được mục đích của họ. Phật có dạy, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình ép buộc cỡ nào cũng không lấy được. Con người luôn có khát vọng theo đuổi danh lợi, nhưng không phải cái gì cũng theo đuổi được. Nếu không phải là thứ thuộc về mình, thì dẫu có tranh giành đến mấy thì cũng không bền. Khi nào nó phải đến thì nó sẽ đến một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần sống có đạo đức, sống không hổ thẹn với bản thân và xã hội, thì may mắn sẽ tự nhiên đến. Đời người trăm năm trôi qua vội vã, những gì bạn có rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ khi bạn hiểu rõ mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì hạnh phúc và may mắn mới đến. Không kiêu ngạo, tự cao, tự đại, cuộc sống cứ thế mà vui vẻ, an nhiên, tự tại. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong